Không coi không em? Dạ không anh. Đúng rồi, mình không muốn người ta coi của mình thì mình đừng coi của người ta. Mình không coi của người ta thì người ta không. Không em ơi, vậy chứ có nhiều người á là không có thích người ta coi của mình nhưng mà mình thích coi của người ta. Thì cố gắng dành nhiều thời gian cho em. Nói chung thì đối với anh nếu như thực sự em quan trọng thì không có gì có thể làm anh bằng được. Em sẽ cố gắng chín chắn hơn, bớt trẻ con hơn để có thể là anh sẽ không có thể thấy khó chịu về cái tính trẻ con của em. Hay quá. Thôi mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Bây giờ mời bạn giới thiệu về mình. Em xin chào một khán giả. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Em xin tự giới thiệu bản thân em. Em tên là Nguyễn Mậu Thịnh. Năm nay em 26 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở Bảo Lộc, Lâm Đồng ạ. Và hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm nghề gì? Dạ em làm nhân viên tổ chức sự kiện. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Em chào tên bạn. Là Hồng Quân ạ. Năm nay em 23 tuổi. Em là sinh viên mới vừa tốt nghiệp ạ. Quê em ở Tây Ninh. Hiện tại thì em sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em tốt nghiệp ngành gì? Dạ tâm lý học tổ chức nhân sự. Bây giờ mình nói chút xíu về tình trường của mình đi bạn. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua 4 mối tình ạ. 4 mối tình là từ thời đi học đến giờ. Qua cái những mối tình mà chia tay đó, mình rút ra kinh nghiệm gì? Tại sao phải chia tay? Không hợp nhau nhiều lắm, thành ra em rút kinh nghiệm nhiều là về nhau thì đừng nói nhiều gì cả. Quen nhau thì đừng nói nhiều. Dạ đúng rồi. Kỳ vậy, không nói nhiều sao tìm hiểu nhau? Không, cái chuyện tìm hiểu là tìm hiểu rồi, nhưng mà khi mình quen nhau thì không nên mà ràng buộc nhau quá nhiều ạ. Ai cũng có tự do riêng của nhau hết. Không nên ràng buộc nhau quá nhiều chứ không phải không nên nói quá nhiều. Từ ràng buộc thành nói nhiều ạ. Bạn nữ thì sao, mình có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình lớn ạ. Một bạn thì em quen 3 năm hồi cấp 3, còn một bạn thì em thích rất lâu rồi, cũng khoảng 7 năm. 7 năm? Dạ. Cái đó là đơn phương đúng không? Đơn phương. Dạ. Như vậy là chỉ có một mối tình thôi, chính thức là hai người yêu nhau là một mối tình đi học thôi. Dạ. Cái mối tình đơn phương là 7 năm. Dạ. Mà anh đó có biết bạn yêu ảnh không? Dạ biết, rất nhiều người biết rồi. Rất nhiều người biết. Dạ, tại vì em chia chủ trương là em thích bạn đó thôi, em không cần thiết là bạn đó phải thích em lại. Nên là em với bạn đó vẫn coi nhau như là bạn thôi. Bạn thân không? Dạ, cũng thân à. Vậy thôi, vậy cứ thân đi, thân ai nó giữ đi. Dạ. Rồi. Em có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì? Dạ, điểm mạnh thì Vân thêm Mỹ thì mọi cái em biết một chút. Rồi. Còn điểm yếu của em thì em không có thích nấu ăn, không thích làm việc nhà. Em chỉ thích làm việc nhà khi mà có người làm chung với em thôi. Trời ơi, bạn mà ở mình chết nhà dơ lắm. Bạn mới làm, không ai làm thì coi như bạn để luôn mà. Không có đâu. Rồi mấy bốc lấy chồng về đây, chuyện nhà ai làm? Dạ thì làm chung với chồng. Anh không làm thì sao? Thì bắt anh làm. Thôi ơi, làm luôn. Sao Thịnh thấy sao Thịnh? Dạ, nói chung thì cái đó em làm được ạ. Tại vì em điểm mạnh của em là em có thể tự làm việc một mình được. Thành ra em có thể bù trừ cho bạn nữ ạ. Còn điểm yếu của em nó phải là em nói hơi nhiều với lại em bướng lắm ạ. Khi mà em đã không muốn điều gì mà ai ép em thì em sẽ không làm. Và mọi giá sẽ không làm, trừ khi em tự nguyện ạ. Có nghĩa là làm việc nhà là cũng tự nguyện đúng không? Chứ dạ, vợ rồi. Mà bắt làm là không làm đúng không? Em biết là em sẽ tự làm mà. Còn nếu mà có bạn nữ thì em sẽ để bạn nữ làm ạ. Dạ. Rồi xong luôn. Cái vụ này căng lắm á. Dạ cái này thì chắc cô không sao đâu. Nếu mà em yêu thương ảnh đủ thì em sẽ tự nguyện em làm một mình. Được, câu chốt được, câu chốt được. Thôi được rồi, giờ hai bạn muốn tìm một mẫu người như thế nào bạn gái? Dạ, bạn trai của em muốn là cao khoảng tầm 1m65 tới 1m75. Rồi. Cao, có cao. Gương mặt thì nếu mà giống anh Tây Giang của nhóm Big Bang thì càng tốt. Anh nào? Dạ, Tây Giang. Big Bang hả? Dạ. Giống anh Bạch Giang hả? Trời này cũng gian lắm à. Dạ. Rồi gì nữa? Tính tình thì em muốn ảnh là quan tâm người khác để yêu thương người khác, chứ không phải quan tâm để soi mói hay làm cho người khác cảm thấy khó chịu. Có không em? Quan tâm để soi mói hay quan tâm để chăm lo? Quan tâm chăm lo với anh. Em thích người đàn ông có tóc hay là không tóc? Rồi. Hỏi câu này sao tôi ngại quá. Dạ anh, nếu một là có tóc, hai là không tóc. Anh này nửa có nửa không. Lạ gì đó. Bạn trai thì sao? Mẫu người bạn gái lý tưởng của em là gì? Phụ nữ truyền thống và hiện đại. Gia ngâm được rồi, em thích là phụ nữ hiện đại. Hướng ngoại một xíu ạ. Hướng ngoại. Sexy cũng có, sống hướng Tây một xíu. Không cần thiết phải quá kính cổng cao tường ạ. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Người phụ nữ cái gì em thích hết ạ. Gì cũng thích hết. Dạ nói đùa đó chứ em không thích bạn gái mà em buồn người yêu của mình nhiều quá, với lại hay xem vào đời tư giống như là điện thoại Facebook ạ. Em có vậy không? Dạ thường thì em quen mấy anh trước, em không bao giờ em coi hết. Có đưa em cũng coi. Có được không? Cái này được rồi nha. Có ghen không? Dạ không, em thấy là nếu mà yêu nhau thì mình chung biết chung thủy với nhau. Còn nếu mà lỡ thích người khác rồi thì nên chia tay với nhau.
Nói chung là đơn giản hóa mọi chuyện, cứ cần có sau lưng như vậy. Nhưng mà người ta coi Facebook, coi điện thoại của em được không? Em nghĩ là anh sẽ không coi. Em muốn coi không em? Dạ không anh. Đúng rồi, mình không muốn người ta coi của mình thì mình đừng coi của mình ta. Mình không coi của người ta thì người không, ta không em ơi, mình. Vậy chứ có nhiều người á, là không có thích người ta coi của mình, nhưng mà mình thích coi của người ta. Coi đàn trai coi được không? Đen ấn tượng thiệt. Trời ơi, mua đen lắm à. Đen dữ vậy em. Ờ đen hơn anh Quyền Linh luôn kìa. Đen thì sao có duyên. Sự kiện mà chị. Nhưng mà rất là nam tính. Trời ơi dễ thương. Manly. Nhưng mà em đi làm như vậy chị nghĩ là em có nhiều cô xung quanh lắm. Đúng rồi, tiếp xúc rất là nhiều ạ. Vậy là em có cái gì mờ ám mà em không cho người ta kiểm tra? Không phải, nói chung là mình tự giác thôi ạ. Em sẽ rõ ràng của mối hệ của em thì mọi nữ cũng vậy. Nhưng em nghĩ em có phải là người lăng nhăng không? Thì lăng nhăng ai cũng có mà kiềm chế tốt thì được ạ. Em có kiềm chế tốt không? Đến bây giờ kiềm chế được ạ. Em có phải là mẫu người chung thủy không? Nên không chắc chắn 100% nhưng mà khoảng 80% là được. Chưa, tôi nghi lắm, mặt này tôi nghi lắm nè. Mặt thà vậy là tốt chứ chứ. Em nói 100% chị tin không? Không. Cái hay là nó là cái sự kiềm, mình cũng biết kiềm chế hay không thôi. Ráng kiềm chế nha cưng. Dạ. Chắc chắn lắm nè, đó không? Tôi nhìn thấy thật chắc lắm nè. Được. Đằng lấy làm lạ chồng lạ là mà. Được. Có thể là một bờ vai vững chãi cho mình nương tựa. À, đi ô, ghen không mà mệt á. Chào anh Nguyễn Linh. Bây giờ anh nghe anh tưởng tượng ảnh như thế nào? Một nửa không tóc, một nửa có tóc. Người đen cao ráo. Không thích gì người đàn ông. Em không thích một cái là người đàn ông hay lấy vợ, giống như là tới tuổi phải lấy vợ. Em muốn là mình đủ yêu thương người đó, mình quyết định là mình sẽ yêu thương người đó rồi mình mới lấy. Em không thích là kiểu mà chỉ là yêu thương bản thân em thôi, còn không yêu thương được gia đình em. Tức là yêu thương vợ thì phải yêu thương cả gia đình vợ. Dạ, giống như khi em mà lấy chồng thì em cũng nghĩ là em cũng sẽ yêu thương cả gia đình chồng, chứ không phải là một mình chồng không. Yên tâm đi, anh này anh thương hết á. Dạ. Được rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đã. Em đi với ai? Dạ em đi với anh em, chị em, em gái em và dì em, và người quan trọng nhất của em là mẹ em ạ. Wow. Cả nhà luôn. Đó, cả nhà. Xin chào cô ạ. Dạ, cho gặp mẹ của bạn trai ạ. Xin chào MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Thịnh, tôi đến từ Bảo Lộc. Phải nói là chủ nhật nào tôi cũng xem cái chương trình này hết. Thì nghe cháu đăng ký chương trình này tôi rất là thích và hâm hở lắm. Phải nói là hai ba ngày nay nghe chương trình gọi là chuẩn bị quay cho nên là rất là thích. Đến với chương trình này thì qua sự trò chuyện của hai con thì mẹ cũng thấy là cô gái này cũng dễ thương. Thì mẹ lúc nào cũng sẵn sàng ủng hộ các con. Dạ. Thôi. Qua tốt. Em muốn nói gì với mẹ chồng tương lai không gái? Dạ, con muốn hỏi cô một chuyện là nếu mà ảnh bắt nạt con thì con mấy ai được ạ? Cô nghĩ cái chuyện bắt nạt với nhau là không xảy ra trong gia đình của cô. Tại vì nhà cô có một cái quan điểm là cùng ăn, cùng làm và cùng nghỉ. Cái vấn đề con nói đầu tiên là con muốn làm cùng một người thì nhà cô điều đó là điều hiển nhiên. Nhà cô có ba người đàn ông và cô là phụ nữ đẹp nhất nhà. Để một mình cô làm là ba người vô làm luôn, cho nên có vấn đề mà biểu làm thì không có. Họ tự giác thôi con ạ. Dạ. Yên tâm đi anh, nói em nghe. Tâm đi, không ai bắt nạt em đâu. Không à. Có gì mát mẻ. Cũng hiền lắm, không có bắt nạt đâu, lo. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ, em đi với bạn và chị họ của em ạ. Dạ, chào chị Cát Tường. Dạ, chào, chào em. Em là chị họ của Quân ạ. Em từ nãy giờ em ngồi đây em coi cái anh nam này thì về ngoại hình thì ok. Anh này rất cá tính. Đa số thì là hợp với tính cách của em gái em. Theo em thì em gái em có nên bấm nút hay không? Em thấy là nên bấm nút. Đàn trai dễ thương mà, hiền lắm. Quan trọng là bây giờ lắm. Cho hai bạn gặp nhau, kéo màn lên. Chúng ta hãy thẳng thắn nói chuyện với nhau nha, để hiểu nhau nhiều hơn. Nào, mời hai bạn. Chào em. Anh qua đây với em. Em có món quà tặng anh. Cảm ơn nha. Trời, dễ thương quá. Anh qua đây với em. Nè, giờ kêu lại. Anh cũng có món quà tặng em nhưng mà tí nữa anh sẽ tặng. Không phải, tại vì em muốn làm quen trước đã. Hớ hàng. Anh có một số câu hỏi muốn hỏi em á. Anh muốn biết em là khi mà em phát hiện được một người bạn trai của em mà gọi là lừa dối em hoặc là giấu giếm một vấn đề gì đó hay phát hiện được em sẽ làm gì? Em chưa bao giờ gặp qua tình trạng đó. Thì nếu thì chắc nếu có thì theo tính tình của em thì chắc em sẽ nói là ừ chúng ta chia tay đi xong. Anh chỉ muốn biết em là tâm lý như thế nào thôi. Vậy là giống như là anh sắp chuẩn bị chia tay em một cách đó ha. Phải, anh chỉ muốn biết em thôi. Tại vì chắc là anh gặp rồi, thành ra anh muốn biết là cái người mà phụ nữ anh sẽ quen họ thì họ sẽ biết những chuyện đó như thế nào thôi. Anh cần một người chín chắn. Em thì đôi lúc mà em rất là mệt, những lúc mà em muốn nhõng nhẽo, những lúc mà em đang giận thì em cực kỳ trẻ con. Đôi lúc thì được chứ đừng bao giờ thường xuyên là được. Điều anh làm lãng mạn nhất với bạn gái anh từng làm là gì? Khi anh quen bạn gái thì quà tặng anh không mua, anh chỉ tự làm. Dạ, nếu như là người thân anh, nếu như là mẹ anh thì anh biết sẽ tặng quà gì cho mẹ anh mà mẹ anh sẽ cười rất là vui sung sướng không? Đối với phụ nữ tặng quà gì cũng cười hết em. Có tặng quà họ sẽ cười. Thời gian ở đây anh rất là bận, có thời gian đó, nên mà nếu mà một tháng mà ít gặp nhau thì có sao không em? Một tháng ít gặp nhau là mấy lần anh?
anh không chắc được điều đấy, tại vì công việc của anh không có thời gian rảnh. Anh đi suốt luôn hay sao, hay là về không tối? Phải suốt mà thì vì anh làm nhiều và áp lực nhiều, anh nói chung là anh mệt mỏi, anh muốn nghỉ ngơi á, thành ra anh hạn chế ra ngoài đường lắm. Ta mệt mỏi ta phải gặp bạn gái cho đỡ mệt chứ, bây giờ mình phải sắp xếp chút xíu chứ. Giống em cảm giác giống như là anh sẽ sắp xếp em ở đâu trong cái lịch trình dày đặc của anh như vậy. Anh chỉ nói thời gian gần đây thôi, anh không nói là tất cả. Chừng nào mới hết bận? Anh không chắc được em. Nói chung là nếu mà đã xác định quen thì anh sẽ sắp xếp thời gian qua gặp nhau. Khi nào cần thì anh sẽ qua. Dạ. Anh tặng em cái thách này luôn. Dạ, cảm ơn anh ạ. Mình có đồng rồi, mình có cùng sở thích rồi đó. Chỉ cần một người hiểu em trong đời. Dạ. Rồi em tặng ảnh sách gì vậy? Đời về cơ bản là buồn ạ. Nhưng khi chúng ta mở qua trang thứ hai thì sẽ thấy chữ cười. Anh không hiểu ý nghĩa sâu xa của quyển sách này em tặng anh là gì, nhưng mà anh hiểu nhanh nhất là đừng nhìn vẻ bên ngoài mà đánh giá vẻ bên trong. Và anh cảm ơn em. Dạ. Anh cũng... Sao bữa nay hai bạn đi tới quán cà phê mỗi người đọc cuốn sách. Đó xong nói chuyện tiếp. Nào, chúng ta hãy nói về một chút tình cảm của mình suy nghĩ từ nãy giờ với người đối diện. Hồi nãy anh có nói là anh không thích phụ nữ nó nhiều. Không phải, không thích phụ nữ mà gọi là ràng buộc người khác quá, ràng buộc người yêu của mình. Em vẫn muốn ràng buộc, không phải là ràng buộc quá. Ý là hai người quen nhau ít nhất cũng phải có giữa đó ràng buộc thì mới gọi là yêu nhau được. Đúng. Em chỉ cần nói em không thích, chứ em đừng ép. Vậy là anh sẽ bỏ không? Đúng rồi, đấy điều anh cần, anh cần tự tôn trọng lẫn nhau. Em nói em không thích, em không muốn gặp bài chuyện đó như vậy nữa thì anh sẽ ok. Còn nếu như mà em ép anh, bắt anh lựa chọn thì anh sẽ không nghe. Nếu mà em với anh cãi nhau thì anh có xuống nước trước không? Tại vì không phải em đúng hoàn toàn mà cũng không phải anh đúng hoàn toàn. Thành ra nếu tùy trường hợp, nếu như thực chất em sai thì anh sẽ cương quyết đến cùng. Còn nếu như anh sai anh sẽ nhận, chứ anh không toàn bộ nhường em. Ai đánh giá là đúng sai? Mình tự nhận thức được em. Có nhiều chuyện giống như là em nhận thức là em đúng, anh cũng nhận thức chuyện đó anh đúng, vậy không ai sai hết thì làm sao? Vậy thì những lúc đó mình nên im lặng. Nếu em chịu được cảnh không gặp nhau thì ok, mình sẽ im lặng. Thường thường nếu mà cãi nhau mà cứ im lặng mà không gặp nhau như vậy sẽ gặp em thường sẽ có rất là nhiều cái cảm xúc tiêu cực. Bị ức chế em. Ức chế rất là khó chịu, lúc đó em biết xả vô đâu. Nhưng mà khi em tức giận thì em sẽ nói những điều còn xấu hơn cả em im lặng nữa. Vậy em chỉ cứ im lặng đợi chờ đến lúc nào? Khi em hết giận thì chọn nói. Ức chế lắm em. Anh sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho em. Nói chung thì đối với anh, nếu như thực sự em quan trọng thì không có gì có thể làm anh bận được. Em sẽ cố gắng chín chắn hơn, bớt trẻ con hơn. Để em có thể là anh sẽ không có thể thấy khó chịu về cái tính trẻ con của em. Hay quá. Đọc sách nhiều, nói chuyện có khác. Nói chuyện thì thấy cũng hơi căng, nhưng kết thúc rất tuyệt. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Suy nghĩ rất kỹ nha. Nếu mình cảm nhận đây là cơ hội của mình thì hãy nắm bắt. Còn nếu như mình cảm thấy cái linh cảm của mình nó không phải thì mình hãy dành cơ hội cho nhiều người khác. Cho em 30 giây nữa được không ạ? Rồi, nói đi em. Em, anh có điều muốn nói với em. Thực chất nếu như anh không bấm thì em đừng buồn nha. Không phải là thực tình mình là việc thẳng thắn với nhau. Anh đâu có cần phải nói trước như vậy. Anh không muốn tạo bất ngờ cho người khác. Em lại thích bất ngờ. Ok, cảm ơn em. Nào, 3 2 1 Hết thời gian. Bạn trai nói trước đi, tại sao em lại không bấm? Dạ tại vì em cần một người có vẻ chín chắn và giúp đỡ em nhiều trong công việc ạ. Chứ em không cần một phụ nữ để em che chở nhiều, mà em cần một người chia sẻ. Bạn nữ, bà cảm nhận gì ở chàng trai này? Đúng là tính tình của em rất trẻ con, nhưng mà thực sự nếu mà lúc mà chín chắn thì em sẽ rất chín chắn rất nhiều. Nhưng mà tại vì hiện tại thì em đang trải qua rất là nhiều chuyện buồn, nên lúc nào cũng giữ tinh thần mình nó trẻ con để có thể vui vẻ lên. Có lẽ như vậy là em với anh có thể không đến với nhau. Không, anh cảm nhận rằng cô gái rất là chân tình đấy. Một cô gái rất là dễ thương. Rất tiếc, chắc có lẽ chúng ta không có duyên nợ với nhau. Hàng triệu người sẽ chọn nút bấm để bấm cho các bạn. Đừng lo lắng điều đó nha. Một nửa yêu thương đang đến rất gần với chúng ta. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Rồi, cảm ơn các bạn. Có lẽ không có duyên thôi. Nhưng mà em cảm thấy thật sự là hơi tiếc cho bạn trai, có vẻ hơi vội vã quá. Có lẽ vẫn là cái tôi quá lớn, mình không trách được họ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Mời các bạn. Hạ màn. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh và các quý vị khán giả. Xin chào bạn phía bên kia màn. Em tên là Vũ Thị Hoài Hương. Năm nay em 29 tuổi.
Em sinh ra và lớn lên ở Biên Hòa. Và hiện nay em đang là nhân viên phòng kế hoạch của công ty chuyên về may mặc xuất khẩu ạ. Ở đâu? Em làm việc ở đâu? Dạ, em làm việc ở thành phố Biên Hòa. À, ở Biên Hòa, làm việc ở Biên Hòa luôn. Dạ. Mời bạn Nam. 29 tuổi ha. Dạ. Mời bạn Nam. À, chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Ngọc Việt, năm nay là 34 tuổi. Hiện tại em đang trưởng bộ phận của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thế Nha, sinh sống và làm việc ở Biên Hòa. Biên Hòa luôn, vậy là hợp nhau rồi, thuận lợi rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em học rất là nhanh, trong công việc thì rất là có nghị lực ạ. Thì điểm yếu của em là gì? Tính ra điểm yếu em nhiều lắm. Những cái nào mà nó nổi trội nhất, nó yếu nhất? Tính của em nó hơi trẻ con một chút xíu, hơi thích nhõng nhẽo một chút xíu, dễ là bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, không có che giấu được vậy. Rồi. Bạn Nam, điểm mạnh điểm yếu mình thế nào? Điểm yếu của em trước thì em yếu hơi nhiều, nhất là tình của em hay quên. Hay quên. Vâng. Gì nữa? Trong tình yêu thì không được lãng mạn lắm, hơi cầu toàn. Còn điểm mạnh? Điểm mạnh của em thì dễ chuyển, nói chung là cầu tiến, biết thể thao, bóng đá, bóng bàn. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em đã trải qua hai mối tình rồi. Mối tình đầu tiên là em quen lúc mà em 20 tuổi. Còn mối tình thứ hai thì quen cách đây 4 năm rồi. Dạ, lý do tại sao chia tay? Và sau thời gian tìm hiểu rồi thì thấy là tính cách không hợp nhau cho nên chia tay ạ. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em thì trải qua 3 mối tình rồi. Hai mối tình đầu thì cũng kéo dài lâu, cũng mưa nóng á. Thời sinh viên và thời ra trường cũng yêu xa, ngày sau chia tay. Còn mối tình thì ba chắc kéo dài được 1 năm. 1 năm thì cũng chia tay được gần 2 năm. Hôm nay em muốn tìm một mỗi người bạn trai của em như thế nào? Nói chung là đối với em thì ngoại hình ưa nhìn là được rồi ạ. Nhưng mà còn tính cách thì tìm một người mà tính tình vui vẻ. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình, người chồng tương lai của mình? Em không thích quá gia trưởng ạ. Bạo lực có nghĩa có khuynh hướng bạo lực. Bên kia có khuynh hướng bạo lực không em? Bạo lực thì không, nhưng mà gia trưởng thì em nghĩ em cũng có một chút xíu nào đấy thôi. Anh có gia trưởng nhiều lắm không anh? Anh nghĩ cái vấn đề gia trưởng là do anh nghĩ như vậy, nhưng mà theo anh nghĩ là do mình sống tự lập. Dạ. Tất cả mọi thứ mình quyết định, gần như cũng ít khi vấn đề gì hỏi ý kiến người khác. Nhưng mà nghĩ nữa, em có vợ gì em có gia trưởng không? Nhưng nếu bây giờ thấy vợ mình đúng hết rồi thì mình chấp nhận, cái đó là quyết định là mình chấp nhận. Là mình có để vợ mình quyết định không? Thì cái đó là mình quyết định, nhưng mà đấy là của vợ. Cũng không cho vợ quyết định hả? Sao không trả lời lòng vòng dữ vậy? Sao chị ạ? Là giờ cuối cùng giả tỷ như mình thấy là vợ đúng đó thì nhưng mình mà có... anh sẽ là người quyết định chứ không rồi, cho vợ quyết định. Rồi anh có quyết định cái chuyện đó không? Em sẽ đồng ý về quyết định vấn đề đó. Em sẽ đồng ý cho vợ quyết định vấn đề đó. Cái mẫu người bạn gái của anh là mẫu người như thế nào? Mẫu người bạn gái của em là thứ nhất là dễ nhìn tí, rồi cao thì tầm 1m52 là được. Nói chung là đừng có dữ quá, vì tình em cũng đâm rất là ít cãi nhau, không thích cãi nhau. Thường cãi nhau thì có thể là em bỏ đi hoặc là em không nói. Chứ không có bạo lực, không có vũ phu đúng không? Không, cái đấy không. Đừng có sơn móng tay móng chân le lẹt. Rồi tóc đừng có nhuộm cái màu nó y vậy. Này trời ơi, đưa tay mà ổng còn không tin nữa. Tóc nhuộm là sao? Tức là nhuộm tóc dễ thương mà. Không dễ thương thì được, còn đừng màu xanh, màu đỏ hay là màu vàng gì đó. Hay đó là em không thích. Có vẻ phụ nữ truyền thống quá hả? Mình có làm dâu không? Mình ở một mình hay là... Em đang ở một mình. Ở một thì mình đi làm dâu thì chắc là không phải. Mình lập nghiệp ở Đồng Nai luôn hay sao? Vâng. Muốn sinh mấy con, rồi sinh con trai hay con gái? Trai gái cũng được. Chắc không? Em không quan trọng. Không quan trọng. Anh này gì cũng được hết. Chỉ có tí xíu ở cái chỗ mà gia trưởng đó em phải thuyết phục. Dạ, muốn vợ chưa? Tùy em, tùy tài năng của em. Anh được hết rồi đó. Hối lắm hả? Vâng. Còn nếu được thì bao lâu đám cưới? Cái đó giữa hai người tìm hiểu thì có thể là 1 năm hoặc là ngắn hơn cũng được. Ngắn hơn là 2 năm cũng được. Ngày nay thì được rồi. Coi mặt đàn gái con sao thôi. Quay đi. Dễ thương quá. 29 tuổi mà trẻ quá ha. Nãy giờ em nghe nói thì em cảm nhận anh này có khó tính lắm không? Dạ, em nghĩ là cũng có hơi khó tính một chút xíu. Nhưng mà đàn ông phải như vậy mới được. 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 Nói chứ anh cũng dễ chịu lắm, anh đầm tính. Anh nói vậy thôi, chứ anh nghĩ cái tính tình anh này rất là dễ. Dạ. Em rất thích con người mà có tính tự lập với rất có nghị lực, em rất thích. Rất thích đúng không? Dạ. Em không thích gì người đàn ông? Coi bạc với bạo lực đó anh ơi. Không phải em có rồi. Nãy chị có hỏi vụ bạo lực rồi, không có. Dạ. Giận là anh bỏ đi thôi, anh im lặng thôi. Em nghĩ gì nếu chúng ta gặp một người đàn ông không có một chút lãng mạn nào hết? Dạ thì em tự tạo ra lãng mạn cho anh ấy. Được. Cố gắng nha. Không có lãng mạn là cô ấy tự tạo lãng mạn đấy. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ em đi với em gái em ạ. Em gái ruột hả? Dạ em gái ruột. Rồi, chào gặp em ruột. Đó, thấy em ruột dễ thương chưa? Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào anh trai trên đấy và quý vị khán giả.
Em tên là Hạnh, em là em gái của chị Hương. Thì em thấy anh trai này khá hiền và tính của anh rất là chín chắn. Em mong rằng anh chị nên tạo cho mình cơ hội để có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Em đi với ai? Mình hỏi ý kiến cái coi. Trai. Tại em đi với Di, với Dường, với một cô em gái. Dạ chào dì ạ, dì cho ý kiến cái gì? Chào chú Quỳnh Linh và chào cô Cát Tường, chào các bạn khách trong chương trình. Cháu cũng lớn tuổi rồi, năm nay 34 tuổi rồi. Nhà cửa thì ổn định hết rồi, công việc cũng ổn định. Giờ thì cầu mong cái cháu để nhanh có gia đình. Em gái đi, em gái đi. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Em thấy chị bên này á cũng dễ thương, em thích chị. Đó. Thôi kéo màn lên. Rồi cho hai bên gặp mặt nhau nha. Kéo màn lên. Lần đầu tiên gặp mặt anh tặng em bó hoa. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều. Rồi chúng ta hãy nhìn thẳng vào mắt nhau và nói tất cả những gì suy nghĩ của mình nãy giờ. Lòng này anh cũng rúng quá, không biết này hỏi gì đấy. Sau khi kéo màn lên xong rồi á, anh nhìn thấy em thì anh có cái ấn tượng nào không? Thì ấn tượng của anh là thấy như người mà anh muốn là anh lúc nãy anh nói thiệu phân là người gọi là gá trắng. Anh hơi đen. Anh muốn thì lần đầu tiên là về giá về là anh ghé giao kê thích dáng gì da đó. Dạ hồi nãy là em có nghe anh nói là anh không có thích mà phụ nữ nhuộm tóc á, thì em có hơi nhuộm chút xíu có sao không anh? Nhuộm này thì không sao. Dạ. Không có quan niệm được không? Khi sinh con trai gái gì không? Tại vì là phụ nữ là có thêm chức là mẹ, cho nên là đối với em thì con trai con gái gì thì cũng thương hết. Nhưng em chỉ sợ bên chỗ anh có cái phải yêu lòng cầu thì, là con trai không? Anh thì gia đình có ba anh em trai. À dạ. Anh rất là thích con gái. Hiện tại là em ở chỗ nào biết không? Dạ em ở phường Trảng Dài á anh. Dài à? Dạ. Anh có anh ở chỗ nào vậy? Anh ở phường Tân Phong. À, vậy là từ nhà anh chạy thẳng là tới nhà em đó anh. Chắc là vậy gần rồi. Ngày thứ bảy chủ nhật em được nghỉ không? Dạ em chỉ được nghỉ chủ nhật thôi, em không có nghỉ thứ bảy. Thì thời gian anh thì cũng vậy, từ 5 giờ anh chỉnh nghỉ chiều thứ bảy và chủ nhật. Thì nếu như trong thời gian đó thì nếu như lúc em rỗi buổi tối dạ, thì anh có thể anh cùng đi xem phim hay là dạ. Nhà gần xịt nhau mà chạy có chút xíu mà ngày nào cũng gặp cũng được mà. Hôm nay thì mình cũng dù sao là có cái duyên thôi. Dạ. Đến chương trình này dạ, cũng qua bao nhiêu vậy. Thì anh nghĩ là hai nhà mình nên cho nhau cơ hội tìm hiểu thêm. Dạ. Thì theo như là em cũng nghĩ là tại vì trên chương trình thì mình cũng chỉ có gặp nhau, thời gian có hạn thôi, chưa có tìm hiểu được nhiều. Cho nên là nếu mà muốn biết một con người mà tốt hay xấu hay như thế nào, có hợp hay không, thì em nghĩ là nên có nhiều thời gian để mình tìm hiểu thì mới là tốt. Cảm nhận gì chưa? Rung động gì không? Cảm nhận về người đối diện như thế nào? Từ nãy đến giờ là em rung lắm rồi, nên giờ em cũng không biết làm sao. Em thấy trong người nó có khác gì không? Dạ, em hồi hộp quá. Trạng thái nó khác rồi ha. Dạ, bạn trai thì sao? Thực lòng là em cũng hơi rung, như nên là nhiều lúc nó loạn nhịp. Loạn nhịp. Rất dễ thương. Rồi. Đặt tay vào nút bấm. Nút vào đâu? Chúng ta để tay vào nút bấm các bạn. Và hãy có trách nhiệm với nút bấm của mình các bạn nhé. Suy nghĩ thật kỹ, bấm nút là để hẹn hò và tiến đến hôn nhân. Trong 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Hết hồn, hết vía. Nắm tay cái gì bạn? Trời ơi, hên, hên quá ha. Vui quá à. Cảm giác như sao giờ? Sao mặt anh buồn vậy? Anh tươi lên cho anh. Trời ơi, bao nắm tay bạn gái mặt buồn quá. Vui lên. Suy nghĩ gì? Cảm giác bạn nữ sao? Dạ, em rung quá. Rung quá hả? Dạ. Hổm á, mới là offline gặp các bạn muốn hẹn hò đó. Có một cái anh đó, anh lên đây mà anh bắt đền anh đó. Anh nói chuyện với em, bữa đó anh bận em đi phỏng vấn ảnh. Anh nói là lúc đó đó trên sân khấu bấm nút mà anh Linh không cho hung, cho nên cuối cùng về cô đó bỏ ảnh. Thôi được rồi. Tại sao cặp nào cũng được hung mà hả? Cặp đó không cho người ta hung. Thôi vậy giờ phải hung. Hung không quý vị? Mình chấp nhận rồi, mình bấm nút nắm tay sao buông rồi. Rồi hung nào. Thôi em xin hôn tay nha. Dạ. Khó. Nha. Dạ vâng. Rồi. Nào làm thủ tục nào bạn ơi, bạn Phúc ơi. Cho anh xin phép không em?
Tìm hỏi soi tính cách và nhận quà ngay từ website Milo. Xấu quá. Chưa thấy ai mà xấu như cô nó. Bây giờ làm anh đánh luôn, đánh hình luôn rồi. Hôm nay bên em toàn là coi như là giai nhân tuyệt sắc không à anh ơi. Chào em. Chào anh, chào chị. Em tên gì? Dạ em tên là Bích Trâm. Bích Trâm. Dạ. Dạ em năm nay là 24 tuổi. Đang làm gì? À, hiện tại của em là làm kế toán cho một công ty xây dựng. Kế toán cho công ty xây dựng. Dạ. Để xem chàng trai chúng ta làm nghề gì, bao nhiêu tuổi, xin mời. Chào anh Bích. Dạ em vậy. Mời bạn. Mời bạn ngồi. Dạ chào anh. Có vẻ ga lăng nhỉ? Không, tâm hồn em lãng mạn như vậy. Lãng mạn? Dạ. Bạn là nhạc sĩ hả? Dạ không, cũng thích đàn guitar. Thích đàn? Dạ. Bao nhiêu tuổi? Em 25 tuổi. Làm nghề gì? Làm lập trình viên. Lập trình viên 25 tuổi. Bà bên kia là 24 tuổi. Làm nghề... Kế toán anh ơi. Kế toán. Bên kia trả lời luôn rồi đó. Bạn kia chắc tính toán nhiều lắm rồi. Trời ơi. Phụ nữ phải tính toán chứ. Đúng không? Bạn thích người phụ nữ là như thế nào? Hiện đại hay là truyền thống? Dạ em thích cái người phụ nữ có cái ý nghĩ sâu sắc, hiểu về tâm lý của mình. Thích người phụ nữ truyền thống hay là hiện đại? Truyền thống. Thế em tự nói về em đi, em nghĩ những ưu điểm và những khuyết điểm của em. Trước tiên là ưu điểm trước. Cũng bình thường đối với như bao người con gái khác thôi. Còn nhược điểm của em thì rất là nhiều. Như là về nấu ăn á, thích nhưng mà lại nấu vụng về lắm. Khi mà quan tâm một người nào đó muốn lắm nhưng mà lại là không được. Tại sao? Tại vì nó có nhiều lý do lắm chị. Thứ nhất là giống như là gia đình em nói hay nói là con gái á không nên là chủ động như vậy. Trâu đi tìm cột, cột đi tìm trâu đúng không? Dạ. Rồi. Nhưng mà quan điểm của em thì cái đó là xưa rồi, còn bây giờ á thì giống như là mình quan tâm mà. Đó là chỉ là chuyện bình thường thôi, nhưng mà tại vì hiện tại thì em sống với anh hai á nên anh hai em thì cũng hơi khó. Dạ, vậy rồi bây giờ rủ quen bạn trai mà anh hai nó không chịu thì sao? Nhưng mà anh hai lại lâu lâu nói, ủa sao không thấy có bạn trai gì hết vậy? Hôm nay tới tham gia chương trình này anh hai biết không? Dạ, hồi hôm thì có nói, anh hai anh mới biết. Anh có phản ứng sao không? Trước khi đi á, anh em nói á, thì lựa chọn á, thì cưng lựa chọn thôi. Còn sướng vui thì sau này cho cưng hết à. Thì anh cũng đâu giúp được gì đâu, anh cũng không ăn đói. Bạn gái đã nói hết ưu khuyết điểm rồi, còn bạn? Cái ưu điểm em là đàn guitar. Đàn xí đàn được không mà ôm cái đàn đi khè người ta. Ôm đàn là phải đàn được chị. Đâu đàn được, đàn khúc nghe thử coi. Cái chiêu này là quen lắm nè. Bạn muốn hò làm nhiều lắm mình chỉ thất bại không à. Chắc giờ em thành công. Rồi thử đi em. Có phím mà nghe là chuyên nghiệp phải ha. Qua cái cây này thôi. Ưu điểm là đàn guitar mà đàn xuống mà chậm quá. Tôi nghi thất bại đúng không? Tại vì nó là giọng cổ. Em cổ tôi đàn nhanh cho coi. Bạn cái tên không tôi đàn giọng cổ đàn này nè. Đàn nhanh hơn bạn luôn. Dữ vậy. Trời đưa đây thiệt á bộ. Linh à. Được không? Đâu thử coi. Nó trời chứ biết được. Em. Ai đàn đó? Có vụ vậy đó. Anh Linh đàn đó hả? Anh đờn đó, anh đờn vậy đó. Nãy giờ tưởng đó bạn trai kia. Ông em muốn tặng bài tân nhạc cho tới bạn. Tân nhạc rồi, bạn tân nhạc thứ coi. Ráng làm lại đi nha, cái cổ nhạc là thua rồi đó. Quỳnh Hương. Rồi. Ta mang cho em một đó Quỳnh. Quỳnh Hương hay môi em thơm. Em mang cho ta một chút tình. Lụa là phúc ấy chưa thôi chào em về giữa phố xa thênh thang không gì vui thì hãy gắng nhớ đôi mình nhớ đủ rồi mấy bạn đếm sai cũng thấy chưa được hết em. Dạ, từ nãy giờ nghe bạn trai đàn cổ nhạc tân nhạc gì rồi em thấy trong người sao? Thích thích hả? Dạ trời ơi, tại vì em làm không được chị nên... chê quá trời mà em thích hả? Rồi chúc mừng em luôn. Bây giờ em còn bản thân em có cái năng khiếu gì không, hay là em có cái sở thích hay có cái thói quen gì đặc biệt không?
có cái lạ lạ, cái là khi mà buồn á, khóc á, hay vô toilet khóc mà. Không. Hả? Sao không ở phòng trong giường, trên giường khóc vô toilet? Tại trong đó thì nó không có ai hết, có mình là mình khóc. Khóc cho thoải mái, khóc cho thật cả đã. Cũng là một cái đặc biệt đúng không anh Linh? Rất đặc biệt. Em có bao giờ khóc trong toilet chưa? Dạ không, em không. Bạn nam bên đó nếu những lúc mà buồn quá thì bạn làm gì? Buồn quá chạy xe một mình chị. Khi vui thì bạn làm gì? Khi vui thì đi tới chỗ bờ sông ngồi ngủ. Trời đất ơi, cái gì vậy? Có gì trời. Vui tới bờ sông ngồi mình chứ. Bờ sông ngồi mình để làm gì? Để ngắm cảnh dòng sông trôi. Ngắm cảnh xong hát cây lương luôn hả? Ngắm thôi à. Tại ngắm cảnh xong rồi, xong rồi vui hết rồi về. Làm sao bạn cứ ngồi rung đùi hoài vậy? Không, tại vì do tính cách người. Tính cách là ngồi rung đùi vậy hả? Rung đùi là không có được đâu nha. Trời, phụ nữ ta ghét người ngồi rung đùi lắm á. Rung đùi là không có giữ được tiền, phá tướng. Cái đó rung lấy tiền về chị. Phải không? Tôi coi rung sao mà lấy tiền về, rung tôi coi coi. Hồi đó giờ tôi thấy toàn là rung được tiền ra, không mà không rung lấy tiền về. Chào chị. Đâu rung coi. Dạ, thì cũng rung bình thường thôi. Con thấy né né chị Cát Tường thấy không? Bây giờ nè, em bản lĩnh em đợi chị Cát Tường hát một câu cho anh nghe. Vô lại Quỳnh Hương coi. Không được, tôi đứng chết à. Biết chị hát tông gì em biết đâu. Tông đơ. Tông đơ là tông lót luôn á. Ta mang cho em một đóa quỳnh. Chút tình ăn đó đó cùng kính trên lưng. Cảm ơn chị Cát Tường đã giúp cho em thể hiện cứu lại bây giờ đó. Nhớ nhà mày mốt đi cua đi với bạn gái rủ chị Cát Tường đi theo chị hát cho nghe nha. Gì vậy trời, nâng cao cái trình độ đàn lên. Em chào anh. Chào em. Sao xấu quá ta. Chưa thấy ai mà xấu như cô nó trên. Giờ làm anh đứng luôn, đứng hình luôn rồi. Luôn tê ta. Luôn tê con mắt. Không, con gái con râu. Thấy sao? Anh đồng ý không? Anh diễn tả nó bách rau thôi chứ. Sự thật nó vậy đó. Trời ơi, làm khó hoài. Rồi. Kéo mặt lên. Kéo mặt lên. Từ từ. Mình có món ăn. Em cảm ơn anh. Chúc ngày vui vẻ. Dạ, cảm ơn anh. Sao giống hình ảnh này tôi tả không? Được không? Cũng được khoảng 90%. Trời đất ơi, về mà 90 không nổi. 100 lẻ mấy luôn á. Không, còn 10% sao mình phải tìm hiểu mình mới hoàn thành được. Tìm hiểu gì biết giờ là ông đang không, tại, rúng luôn á. Tại vì em làm lập trình viên á là hoàn thành xong phần mềm là phải test lại mới được 100%. Test đi, test tiếp đi, còn một phút để test đó. Nhanh lên. Bạn ở gần đây không? À, em ở quận Tân Bình. Tân Bình. Dạ. Còn anh ở đâu? Ở quận 10, Thành Thái. Dạ. Anh cho em hỏi anh câu nha. Nếu mà anh có một người bạn gái á mà ở xa, anh cũng ở xa người đó nữa, vậy anh làm cách nào để anh thể hiện sự quan tâm cô ấy? Mình dân lập trình thì online là tới rồi. Dùng công nghệ thông tin thôi. Ngoài đó ra anh còn làm gì hả? Ngoài đó ra thì mình có gặp trực tiếp luôn chứ không có gọi điện thoại. Xa lắm, là xa lắm. Xa thì đi luôn, tại em đi thường thường em đi xe máy tuốt với miền Tây Cà Mau luôn mà. Hết chưa? Rồi hết giờ. Bây giờ thì sau thời gian 2 phút trải nghiệm, chúng ta hãy đặt tay ra sau thành ghế. Nếu đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ nhấn nút, và không đồng ý hẹn hò. Mời nhà trai. Mời lên trai. Mời nhà gái. Chào bạn. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ. Chào Ngọc Lan. Chào bạn nữ bên kia. Để chào hết tất cả quý vị khán giả trong trường quay ạ. Mình tên Nguyễn Văn Việt. Năm nay 47 tuổi. Nghề nghiệp của mình là người chăm sóc nuôi bệnh của công ty dịch vụ 247 ạ. Dạ. Tức là anh đi chăm sóc người bệnh. Dạ. Ở đâu cần mình đi chăm sóc hả? Dạ em ra tới ngoài Bắc luôn á anh Linh.
bất cứ già lớn tuổi gì cũng làm được hết. Nằm liệt hay là cái gì làm được hết. Chỉ nghe nói cái nghề của anh thôi là Linh thấy cảm động rồi. Mời nhà gái. Xin chào MC Quỳnh Linh và MC Ngọc Lan. Yeah. Chào tất cả khán giả đang xem ở chương trình. Mình tên là Ngô Thị Tuyết. Yeah. Năm nay mình 50 tuổi. Mình ở Quảng Ninh nhưng hiện đang làm việc ở Phú Quốc và Sài Gòn. Anh Việt nè, đang làm việc tức là chăm sóc người bệnh ở đâu? Dạ, hiện tại bây giờ là ca của em nuôi ở ngay bệnh viện Chợ Rẫy anh. Thuê mình nuôi á, chừng nào mà người ta sức về viện, người ta về, người ta hết mướn rồi mình đi về. À, nuôi bây giờ đang nuôi Chợ Rẫy là người lớn tuổi hay nhỏ tuổi? Dạ, người đó nay 92 tuổi ạ. Trời ơi. Tại nghề em làm nay là 26 năm, năm 21 tuổi, năm nay 47 tuổi. Mình ở nhà riêng mình ở đâu? Dạ, hiện giờ thì em là đang ở trong công ty ạ. Công ty luôn. Có nhà nghỉ cho em đó. À, không có nhà riêng. Dạ, em chưa có nhà riêng. À. Nhưng mà ở dưới quê em thì em còn cái nền nhà khoảng 200 mấy mét. Rồi. Nhưng mà em chưa có cất nhà nổi. Ở Tiền Giang hả? Dạ. Ở huyện nào? Em ở huyện Cái Bè ạ. Rồi. Đó. Tình hình vậy là chắc chắn là những cái điểm mạnh của anh Việt á là rất là nhiệt tình, kỹ lưỡng ha. Dạ. Rồi thương người nữa. Dạ. Anh thấy mình có một cái tật xấu gì không? Tật xấu của em thì nói chung là em thì nói chung là hơi nhẹ dạ, hơi xúc động, ưa xúc động dữ lắm. Nhiều khi em thấy những cái hoàn cảnh, những ai thấy những cái gì khổ hoặc là em nuôi bệnh mà em thấy cái giường kế ca kế bên mà bị coi như là bị cái con mà nó la mẹ hay la cha gì, cái em làm như là trong cái lòng em muốn chảy nước mắt, em muốn chảy, em thấy tội nghiệp. Nó không phải tật xấu đâu trời. Nó thật tốt hay xấu gì thì nhiều khi thể hiện ra trước mặt người ta thấy người ta cười á. Không sao đâu. Thôi mời nhà gái. Mời chị. Chị nói cái ưu điểm và khuyết điểm của mình ạ. Ưu điểm của mình thì thương người, dạ. Vui vẻ, hòa đồng. Còn khuyết điểm của mình thì cũng đôi khi áp lực công việc cũng có hơi chút xíu nóng tính. Dạ. À, lúc nãy em cũng chưa nghe chị nói về công việc của mình, chị chỉ nói là nghề tự do thôi thì em... Thực ra là công việc của mình là mình đang kinh doanh bên bất động sản. Dạ, kinh doanh bất động sản. Chị nghe về cái hoàn cảnh của anh trai bên kia rồi công việc của anh trai bên kia, chị có nhận xét gì không? Có suy nghĩ gì không? Thực ra là ở tầm tuổi mình thì mình cũng chỉ mong muốn là có một người đàn ông ở bên cạnh thương yêu mình, tử tế đạo đức, biết đối nội đối ngoại, biết đối nhân xử thế, và cái quan trọng nhất là trân trọng tình cảm. Dạ. Thật ra thì anh bên đó là em nghe câu chuyện thì em thấy ảnh là một người rất là giàu tình cảm, rất là kiên nhẫn. Em nghĩ là những cái mà chị mong muốn là anh sẽ đáp ứng được. Chị bao nhiêu mối tình rồi? Thực ra để mà nói mình ấy qua một đời chồng, nhưng yeah. để mà nói là đến bây giờ đấy, nói là tầm tuổi mình chưa được yêu và chưa biết yêu thì nó cũng hơi kỳ một chút, nhưng mà đúng là như vậy. Hả, là sao chị? Tại vì là người chồng của mình là chơi với anh trai mình, yeah. xuống nhà mình chơi từ năm mình chỉ 7-8 tuổi thôi. Thế đến năm mình 17-18 tuổi thì nó chỉ có một chút gọi như là kiểu như là quý nhau cảm tình thôi. Thế lấy nhau về được hơn một năm, khi con mình được 3 tháng thì anh có người khác. Dạ. Sau khoảng độ 30 năm thì mình có quen một người nữa, lúc đấy thì con mình đã có gia đình trưởng thành rồi. Dạ. Quen một người nữa đấy, nhưng mà người ta cũng không chung tình. Thế là thôi. Dạ. Yeah. Trời thương quá. Cô gái bên đây có một người chồng rồi cũng không chung thủy với cổ, nên là hai người cũng ly dị, rồi sau 30 năm cổ mới quen thêm một người nữa. Người đàn ông đó cũng lại một lần nữa phản bội, nên là cổ chịu rất là nhiều tổn thương. Em xin chia sẻ cái vấn đề này với chị nha. Chị cảm ơn. Dạ. Yeah. Để bây giờ em qua em nghĩa anh trai bên kia coi như thế nào rồi về em báo cáo với chị. Dạ em chào anh. Đầu tiên là em xin phép được thể hiện cái sự ngưỡng mộ của em dành cho cái công việc của anh. Dạ cảm ơn Lan. Dạ cảm ơn anh vì đã có cái sự chăm sóc suốt 20 mấy năm cho tất cả những
bệnh nhân, những người mà cần cái sự chăm sóc, cần một người như anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh ơi, mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, nói sự thật thì năm nay 47 tuổi, nhưng mà cái năm vừa rồi nuôi bệnh ở ngoài Quảng Ngãi á, nuôi một năm mấy, nhưng mà có quen một cái người phụ nữ đó. Nhưng mà quen rồi tới chừng nuôi cái ông đó, ông 86 tuổi, ông mất. Ông mất rồi mình đi trở về Sài Gòn thì hai người đã thống nhất là chia xa mặt cách lòng á, rồi sống thống nhất chia tay. Nhưng mà quen người nữ đó chưa đụng tới được cái tay luôn. Sao kỳ vậy? Sao vậy? Tại vì quen, nhưng mà ở nhà bệnh nhân á, rồi chỉ quen qua quen lại nói chuyện thì ra trước quán uống cà phê rồi về mạnh nay nấy ngủ rồi chứ chưa có đụng được cái tay cái gì chứ. Có nói yêu đương gì chưa? Có hứa hẹn rồi. Nhưng mà rồi cái sau rồi xui quá cái ông bệnh nhân ông nặng quá cái ông mất rồi bây giờ em mới trở về Sài Gòn thì xa mặt cách lòng của hai đứa, giờ điện qua điện lại hai đứa thống nhất thì chia tay luôn. Trời ơi, giá gì lúc đó nắm tay là được rồi. Nắm không cho phải ông đó ông sống lại là theo có nắm tay được. Ôi, nhưng mối tình sao mà nó oan nghiệt như vậy, người đã mất tình cũng đi theo luôn. Thôi cái đó số phận rồi hả? Dạ. Vậy là gần như chưa có nắm tay người phụ nữ nào hết. Chưa luôn. Trời hả? Ơi, dạ trời. Chưa, chỉ có nắm tay bệnh nhân thôi. Dạ, nắm tay bệnh nhân thì có nhiều lắm. Bệnh nhân thì phải nắm rồi. Dạ. Thật ra anh chăm sóc bệnh nhân mà những người lớn tuổi, 80 mấy tuổi, 90 mấy tuổi, anh thì rất là tuyệt vời luôn. Thật sự luôn. Thật ra là Ngọc Lan nói đúng, ngưỡng mộ đó. Ha? Không biết tại sao anh lại làm được điều đó thôi chứ. Nói thật chứ, xin lỗi không chứ. Không ai làm được đâu. Cha mẹ mình mà bệnh á, mình chưa chắc mình chăm sóc được á. Huống hồ chi là một người lạ. Nhiều khi chăm sóc cho bệnh nhân, nhiều người sưng khu lỡ gì nè. Nói chung là trong cái nghề nuôi bệnh này sống á, một là phải có cái tâm, không có tâm nuôi không được, phải kiên trì kiên nhẫn với lắm làm mới được. Nói chung em cũng quen rồi. Em rất là ngưỡng mộ, nghe thôi là bái phục rồi anh ơi. Bây giờ mình chưa có mối tình dắt dai, coi như là chưa mối tình dắt dai đó, cái kia là chỉ nói chuyện thôi chứ có yêu đương gì đâu. Dạ. Vậy bây giờ là cái mong muốn là anh có cái người bạn gái như thế nào? Thì nói chung là đầu tiên em cũng muốn là có người bạn gái, thì nói chung là một thì cũng hiền nhưng mà cũng phải năng động tí. Cái thứ hai nữa thì phải biết chia sẻ gia đình. Rồi còn ngoài ra không, còn nhiều là kinh tế hoặc là làm kia làm là em lo hết. Làm đó lương nhiều không? Dạ, nói chung là tùy theo bệnh chị. Dạ. Nhiều khi bệnh nặng nhẹ, một ngày nhiều khi 500 có, 600 có, 700 có, 800 có, tùy theo cái nặng nhẹ vậy đó. Dạ. Thật sự ra với công việc này á, tiền lương á, nó không bao giờ nó đủ với lại cái công sức và cái tâm của người ta bỏ ra hết. Đúng rồi, thôi được rồi, miễn có người bên cạnh là được rồi ha. Dạ. Em nuôi Covid nữa anh Linh. Hả? Nuôi Covid á. Dạ, hả? Em có nuôi Covid ở trong An Bình á. Em một mình em nuôi 2 ca luôn. Nuôi lâu chưa? Em nuôi năm rồi, là năm rồi, tháng 9 năm rồi. Mỗi mình em nuôi 2 ca luôn á. 2 ca luôn. Dạ. Trời, tại lúc đó em chích thuốc 2 mũi rồi, với lại em có bị dương tính rồi đó. Em có giấy em vô em nuôi được. Thấy thương quá à. Trời ơi. Ông nói câu chuyện ông dương tính mà ông tự hào lắm, ông vui lắm, bởi vì ông dương tính rồi nên ông mới được đi nuôi người ta. Tôi chưa dương tính là tôi ám ảnh lắm. Tôi không muốn nói chuyện dương tính ở đây. Năm rồi là anh lên đây, năm rồi lẫn cái gì? Năm rồi lẫn. Năm rồi lẫn trong mấy năm nay. À vậy hả? Thôi đừng nói chuyện dương tính nữa, mình nói chuyện khác đi. Chào MC Quỳnh Linh. Dạ, chào chị. Ngưỡng mộ lâu quá rồi hôm nay mới được gặp. Thật ra là cái hoàn cảnh của anh bên đó rất là lạ. Từ xưa giờ Linh mới nghe lần đầu tiên luôn á. Rất là thương và cũng rất là trân trọng những cái gì mà anh đã làm cho xã hội này. Cuộc sống này có nhiều người như vậy càng tốt hơn nữa ha. Rồi, mình trải qua những cái sóng gió như thế, thật ra tổn thương nó cũng nặng lắm. Bây giờ tổn thương cho nó hết đi ha, nó trôi qua đi. Đón nhận, nếu như thật ra nếu mà hai anh chị mà gặp nhau hợp nhau á
Linh nghĩ rằng tuyệt vời đó, nếu mà có người chồng thế này à, có thể là anh cũng sẽ về để chăm lo cho gia đình, rồi à, có thể cùng mình nắm tay đi suốt cuộc đời này được đó. Người này chắc chung thủy lắm á, ông chưa nắm ai được, giờ ông nắm chắc chặt luôn, ông buông luôn á. Ông không có thời gian đâu đi ngoại tình. Tôi nói thiệt, ở bệnh viện mà quen được con cô cả năm mấy mà không dám nắm tay là biết cũng hiền cỡ nào rồi đó. Rồi bây giờ mình muốn một người mẫu lý tưởng thế nào? Thực ra vậy, nghe câu chuyện của anh ấy thì mình cũng rất là cảm động, cũng rất là khâm phục một người đàn ông như vậy. Nhưng bây giờ mình đang nghĩ là nếu như mà mình mà có tiến tới với anh ấy xa hơn một chút nữa thì mình nghĩ thấy là anh sẽ bị thiệt thòi. Thiệt thòi cái là thứ nhất là anh ấy nói là anh chiêu vợ, thứ hai là anh lại còn kém tuổi mình, thứ ba nữa là nếu như anh ấy chưa có vợ thì tất nhiên là anh ấy sẽ phải tìm những người mà người ta phải sinh con được cho anh ấy. Thì thực ra để mà nói là với tầm tuổi như mình thì cái năm mươi cái mấy còn sinh được, không có lo. Nhưng mà vấn đề là chị có vẻ như chị không muốn hả chị Ngọc? Hay sao? Không phải là chị không muốn, nhưng mà chị sợ anh ấy bị thiệt. Không, thiệt. Không sao đâu. Nếu như mà anh ấy cảm thấy là những cái ngại chứng ngại vật đấy anh ấy vượt qua được thì tôi nghĩ con người này chỉ cần một cái tình yêu thương thôi, anh cũng chỉ mong cầu. Còn bây giờ nếu như anh bảo là anh muốn lấy vợ, anh phải có 1, 2, 3, 4, 5 đứa con thì thực ra là chị không thể đáp ứng được. Yeah. Nói thật với Ngọc Lan là như vậy. Sức khỏe anh cũng cho phép nhiều vậy đâu. Yeah. Đừng có lo ha. Thôi cái chuyện đó chị mở rào hỏi hay hỏi luôn. Ví dụ nè, ví dụ như giờ á là chỉ hai người đến với nhau không có sinh được đứa con nào, anh buồn không? Dạ, điều đó thì ông trời nếu mà cho thì mình nuôi, không cho thì thôi chắc cũng không buồn đâu anh Linh. Thôi hai mình dạ, cái phụ hủy nhau cuộc đời được rồi ha. Dạ. Nhưng mà Linh theo được biết thì có khoa học đã tiến bộ rồi, 50 mà mình có con cũng được. Dạ. Quan trọng là đây có người chăm sóc rồi. Dạ. Biết chăm sóc, biết cách chăm sóc rồi. Dạ. Cũng không lo nha. Dạ. À, không có khổ sao đúng không? Dạ. Có, anh không có sợ lo gì đâu. Ha. Rồi. Giờ mình hỏi người thân đi. Vậy đi. Dạ, anh đi với ai? À, nay đi với ship ạ. Em xin chào MC Quyền Linh, chào em gái song sinh của chị. À, dạ. Chị là Lan, em là Ngọc Lan. Dạ. Hai song Lan. Dạ. Em chào chị. Em là đại diện bên đàn trai thì em thấy chị vì tuổi tác của chị và anh em thì nói chung cũng không chênh lệch nhiều. Còn cái vấn đề con cái thì theo em nhìn nhận là cũng không cần thiết gì mấy. Quan trọng là về già mình hữu hỷ, mình lo lắng cho nhau là tốt là chị. Nếu mà mở rào ra chị cảm thấy hạp thì mình bấm chuông để tìm hiểu, để về nương tựa nhau đến tuổi già. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn chị. Anh đi với ai vậy này gái? Em đi với này mấy anh chị em. Chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Thật sự hôm nay là cháu rất vui khi có cơ hội được ở đây và được tham gia chương trình với chị của cháu là chị Tuyết. Và hôm nay thì cháu cũng rất là vui khi được gặp chú. Đối với cháu thực sự mà nói, đó chính là chú giống như một người hùng. Chị của cháu cũng giống như là một nhà đầu tư. Nếu như chị đầu tư thì chị chỉ có lãi chứ không bao giờ lỗ. Vậy nên là thực sự là đối với một người hùng như chú thì em nghĩ rằng là chị hãy mở rộng trái tim mình và dũng cảm lên tìm hiểu. Mọi thứ khác biệt đều có thể dung hòa. Em chúc chị hạnh phúc. Vâng ạ, cảm ơn mọi người. Hay quá vậy em gái. Hay quá. Rồi bây giờ mình mở rào thôi cho hai bên gặp mặt. Mình cũng nôn nao lắm rồi. Đúng rồi, mở rào. Bắt đầu đi anh trai. Chào em ạ. Mình có món quà tặng em. Vâng. Em cảm ơn. Khi nhìn thấy anh hồi hộp quá cho nên là em quên em tặng anh. Cảm ơn em. Em mở giúp anh. Rồi hên quá, khẩu viên ít. Cảm ơn em. Hên quá. Hôm nay em tặng anh cái thắt lưng. Thứ nhất là trên thắt lưng này có tên của em. Thứ hai là em còn muốn cột chặt. Cột chặt cuộc đời của anh luôn. Rồi, bây giờ hai anh chị cùng đối diện với nhau nói chuyện đi nào. Em ở Phú Quốc á, em làm công việc gì ở ngoài ạ? Em nấu cơm. À.
cho các anh chị em nhà em ở đây ạ. À, như nấu cơm cho công nhân á? Cho gia đình, cho gia đình nhà em. À, thực ra hình như là vừa nãy em ở bên này em nói, nhưng mà em có nói, nhưng bên này là anh không nghe. Hình như là không nghe. Không nghe. Hoặc là anh không muốn nghe, hoặc là anh không để ý không em có, nói. Đừng nói vậy. Không nghe đâu. Anh không nghe. Nói nhỏ quá không nghe thôi. Nãy giờ em bị nói nhỏ đó. Rồi anh không nghe. Làm bất động sản nữa. Dạ. Em làm về bên bất động sản anh. À. Phú Quốc giờ đất đang lên lắm. Rồi ở Phú Quốc em có thường lên Sài Gòn rồi. Em cũng có. Ừ. Các em ở trên Sài Gòn này cho nên là em cũng qua lại đây ạ. Thì nói chung là 47 năm thì anh cũng cũng như là có tham gia để hẹn hò đó, thì anh cũng mới biết được người bạn gái, nhưng mà không biết có duyên hay không, nhưng mà vâng. Thật sự lần đầu tiên mới biết em thì thấy em khó cảm tình, thấy khó cảm tình hả anh? Có. Anh thấy khó cảm tình. Tại anh run quá, anh nói cái này khó rung. Tại hồi đó giờ cũng chưa có bao giờ mà thường nói yêu quá, cho nên giờ không nói yêu yêu nói yêu gì mấy. Thế thì bây giờ anh sẽ phải nói yêu đi, để cho nó quen. Rồi em lên Sài Gòn đây, ví dụ như anh ở dưới Phú Quốc á. Vâng. Rồi một tuần em lên Sài Gòn một lần, hay là em lên đây có gia đình người em thân? Thi thoảng thôi ạ, em có việc ở trên đây em mới lên ạ. À vâng. Thì có người thân ở Sài Gòn này ha? Dạ. À, đó là làm sao người đó làm sao với là em của em ạ. À, em vâng. À, nãy nghe nói em giới thiệu là em có một đời chồng đúng không? Dạ. Thì có cháu không? Em có một cháu ạ. À. Em có một cháu trai, năm nay con em cháu cũng 35 tuổi rồi ạ. 35? Vâng. Ủa cháu... em 50 sao có con 35? Vâng, em lấy sớm mà. À, trời ơi, bởi giờ em mới 15 mà anh nay 47 vậy chưa? Anh bây giờ anh đang chất vấn em hay anh đang truy cứu em? Không, có chuyện họ truy cứu đó. Nói em có một cháu đó. Nhưng à. Mà con em thì cháu đã có gia đình riêng rồi và cháu cũng đã tự lập được rồi. À. Kể cả là ở ngoài Bắc thì em chỉ ở gần các cháu thôi chứ em không ở chung. Ở ngoài Bắc thì em cũng đã ở riêng rồi. Rồi chẳng hạn mình quen nhau. Dạ. Rồi mình hẹn hò chắc nếu mà em ở Sài Gòn này thì chắc cũng gặp anh thường nhiều khi em về Phú Quốc á. Vâng. À, chắc có thể một tuần hoặc là 10 ngày gì anh đến thăm em lần chắc được hả? Anh có ra Phú Quốc không? Có. Nếu em ở Phú Quốc anh có bay ra Phú Quốc không? Phú Quốc thì anh chưa có ra tới, nhưng mà anh có nuôi 3-4 ca ở Gạch Giá. Đi tàu quá, đi tàu. Có gì đâu, thì có sếp đây nhận vài ca Phú Quốc ở ngoài luôn, có gì đâu. Đơn giản thôi mà. Ở Phú Quốc cũng có những nhu cầu người ta chăm sóc bệnh nhân. Đó, thì đây sếp ở đây liên hệ rồi, không mấy tôi liên hệ cho. Xin có ý kiến với anh Quyền Ninh này. Em cũng đang là bệnh nhân, em cũng đang rất muốn có người chăm sóc. Đó, trời ơi. Vô luôn. Vô luôn. Mà nếu như đã chăm sóc em thì là em sẽ phải thuê dài hạn. Ok. Quá hay luôn. Anh thấy thế nào? Bệnh nhân này cả cuộc đời được không? Dạ dư ạ. Được ạ. Có tính tiền bạc gì không? Dạ chắc em từ thiện luôn quá. Nếu như anh có lấy tiền công thì anh sẽ lấy một số tiền mà em có khả năng trả được, còn nếu lấy nhiều quá thì em không đủ khả năng. Ta từ thiện luôn cả cuộc đời luôn rồi. Ừ, sếp chuẩn bị mất nhân viên rồi đó. Coi như thất thu rồi đó nha. Anh, em muốn hỏi anh một chút là ở trên Sài Gòn này anh đã có nhà chưa? Nói chung là anh á, năm anh 12 tuổi anh đi làm anh nuôi mấy đứa em. Vâng. Rồi thiệt thật
sự là bây giờ anh nuôi lớn lên anh Bằng cách nay khoảng chừng 10 năm á, về trước á. Vâng. Là trong cái bóp của anh chưa được 3 dĩa cơm. Anh Bằng như là anh gửi về nhà hết. Vâng. Gửi về cho gia đình, mua gạo, thóc cho mấy đứa em, rồi tập sách vở cho mấy đứa em ăn học. Rồi cha thì bệnh tim rất là nặng. Rồi sau rồi cha mất cách nay 7 năm. Vâng. Thì các bầy em của anh nó lớn lên hết rồi. Nó có cơ sở, cơ ngơi cũng nhỏ nhỏ, nó có đủ sống hết. Vâng. Rồi mẹ của anh thì nó dành nó nuôi luôn. Nó, anh gửi tiền nó, anh ba ơi, anh cứ để dành đó thì mai mốt của vợ. Thì 7 năm nay, 8 vâng. năm mà. Vâng. Thì anh cũng có dư được mớ. Cho nên anh quyết định anh đi tìm một người. Được bao nhiêu rồi anh? Thì nói thật là anh nói thiệt anh còn dư gần 500. Nói thật. Đầu tư không chị? Không, em đang em đủ mua miếng đất anh ở Phú Quốc. Em đang muốn như này. Hai người hùng mua miếng. Em đang muốn mua căn nhà ở trên đây, có thể là anh em mình góp vốn mua chung có được không? Được, được cái gì đâu em. Vâng. Nhưng nếu mà phải góp vốn thì anh thì anh có nhiều đó, có nhiều đó, em dám mua đủ thì nếu nếu mà như thế mua ở đây thì này góp mỗi người 500 còn lại ngân hàng trả, tôi mua cho miếng ở vùng ven, không muốn về ở trong đủ. Thành phố chứ ở trong thành phố này chứ vùng góp mà nếu mà thì ít quá mua thành phố không nổi đâu, còn không ra Phú Quốc đầu tư miếng cũng còn nói chung là anh còn cái là nhà ở dưới á, nhà cũng 200 mấy mét mà ở dưới quê á nghe, bán được không? Bán được nhưng mà bán là mai mốt rồi già không biết nằm ở đâu. tính xa quá anh ơi. Bây giờ em đề nghị với anh như thế này, nếu như mà anh em mình xác định về chung một nhà, công việc của anh ở trên Sài Gòn này thì nhất định sẽ phải là mua một cái nhà ở trên đây. Thì anh nói anh có nhiều đó không biết đủ. Chưa nói hết. Dạ, ở Sài Gòn. Anh để đó anh lo. Chuyện nhà cửa em lo. Vậy thì quá tốt. Không, đúng ra thuyền theo lái gái, gái theo chồng đúng không? Đấy là câu tục ngữ của rồi. Mình. Nhưng mà đây em đang muốn là cũng có thể là em phụ thêm anh thôi. Thì cũng có thể là bằng cách nào đấy anh ấy chăm lo cho các em anh rồi, thì bây giờ các em anh ấy có thể là cũng giúp đỡ anh ấy một chút nào đấy chẳng hạn. Em thì em không đòi hỏi nhiều, mà em chỉ cần một cái nhà để cho hai người ở, rồi anh tiện làm việc ở trên này. Thì nếu như mà em thích thì anh nói ở nhà ở Sài Gòn thì nó rất chừng một căn nhà chắc tiền dữ trận lắm. Thế tưởng quá. Mua cho thì anh thì anh có vốn anh có nhiều đó. Còn nói chung là dưới quê sao anh được. Thành phố Hồ Chí Minh 500 triệu hùng thêm đây nữa mua được cái nhà. Nhưng mà ở rất nhiều quận còn đang, ví dụ nhiều quận Củ Chi giống như Hóc Môn nè, Củ Chi nè, Nhà Bè nè. Cần Duột nè. Em muốn ở quận 1. Quận 1 á hả? Vâng. Khó. Quận 1 thì tới ảnh thì hơi khó đó. Tôi chị. Tôi chưa mua dạ, được. Dạ, quận 1 dạ. Em với chú Linh cũng chưa không dám mơ mua nhà quận nhất. Có chị có tiền thì mua thôi. Không, đây dạ. Là em đang mơ. Mơ thì ai cũng có quyền mơ, tôi mơ còn chưa được. Tôi còn chưa mua cái nhà quận 1 được nữa. Tụi em còn phải đi về Vũng Giang, về quận 7 ở. Tôi còn mua quận 19, 20 không á. Thế thì là thế này là anh Linh là đã hứa là có 500 thêm 500 nữa là sẽ tìm mua đất vùng ven được cho anh này được không? Vùng ven mua được. Rồi. Củ Chi là ngon. Mỗi người hùng 500 đi. Tôi kiếm miếng vùng ven cho. Cảm ơn Linh nha. Xin lỗi chứ chùm bất động sản. Trời ơi, đại gia đất. Không có đất ở đâu mà không có hết đó. Tôi có khoảng mười mấy miếng đất. Mỗi miếng trăm mét ở Cà Mau 100 mét nè. Tiền Giang 100 mét, Long An 100 mét. Đất ruộng không, cò bay chút xíu là tới. Đó. Chưa? Đất đó. Quan trọng là mình có đất là được rồi, ở đâu không cần biết. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Anh ấy nói thế thôi, anh có dám theo em về ngoài Bắc ở không? Nói chung là cái cách 7-8 năm về trước á, anh nuôi ở Hà Giang là một năm mấy. Về Hải Phòng á, anh nuôi là 2 ca, 3 ca.
ba ca cũng em gần không năm. Nói đến 2-3 ca, nhưng bây giờ anh có ở... về đấy ở được với em không? Người ta ở thuyền theo nái cái theo chồng, nhưng bây giờ được, đó là anh nói chung là chỗ nào là chim lành đất đậu à. Đi. Đất đai tính sao? Không, mà về đấy không phải mua nhà. Về Bến Tre cũng đã về tình giang. Cái bè cũng đâu có mua nhà đâu. Cái bè là đang phát triển dữ dội luôn ha. Cái bè là một trong nơi du lịch có chợ nổi nè. Cái bè vừa có cái bè vừa có cái nhà nữa. Cũng rất là sướng luôn ha. Em mà đó giờ có thường đi xuống Cái Bè mấy miền Tây chơi không? Em có, Tết vừa rồi đây em ăn Tết ở miền Tây. Rồi, bữa nào dẫn về quê đi. Rồi, khi nào mà có dịp á, xa lắm, anh sẽ dắt anh về đi chơi ở chợ nổi vui lắm. Vậy đi. Còn nếu 500 triệu tôi hùng vô chứng khoán được. Rồi, đứng đây, hai người đứng đây nào. Đó. Anh ơi, anh chưa nắm tay ai bao giờ, hôm nay anh nắm tay em xem nào. Anh nắm như thế nào? Nắm như thế nào đó? Nắm như thế nào? Cái đó là nắm tay bệnh nhân đó, đang chuẩn bị là dìu vô giường bệnh. Còn đây, dạ, đó. Thiệt đó, tôi thương ông anh tôi ghê luôn vậy đó trời. Anh thấy thế nào? Thì anh thấy làm như nó có sản phái hay sao? Có sản phái. Nghiệp không? Chị ơi, còn riêng đó. Còn riêng à? Còn riêng đó. Zin thật đấy. Zin còn Zin đó, chị cho nên là chị. Chị từ từ thôi. Đồng nghiệp á. Đồng nghiệp nói đó. Cái chuyện anh ế là nổi tiếng luôn. Em ế nguyên thủy luôn. Thôi, bây giờ thật ra thế này nè. Anh yêu anh còn nguyên thủy. Bây giờ anh đúng á, thật ra này nè. Bây giờ mình nãy giờ mình có thể đùa vui ha, mình có thể giỡn, nhưng mà bây giờ thế này, mình lắng động lại chút xíu đi, mình lắng lòng chút xíu, mình kiểm tra đi. Chúng ta không thể gọi là bấm nút vì bất kỳ điều gì hết. Nếu mình quyết định bấm nút là mình bấm liền luôn, còn không quyết định mình không cần bấm. Linh biết chắc rằng sau câu chuyện ngày hôm nay rất là nhiều người sẽ tìm địa chỉ của anh, và rất nhiều người cũng sẽ tìm địa chỉ của chị. Bởi vì hai con người này cũng rất là hay nha, rất là vui vẻ, năng động ha. Một người cũng dễ thương, một người này thì khỏi phải nói rồi, cái ngành nghề của anh thì ai cũng trân trọng hết trơn á. Mình lớn rồi mình đủ quyết định, đưa ra quyết định đúng lúc ha. Mà đưa ra quyết định là phải chính xác nha, mình phải có trách nhiệm với nó chứ không phải bóng vì bất kỳ điều gì cả. Đúng rồi. Rồi, khi mà Linh nghĩ rằng nếu mà hai anh chị đến với nhau rồi, tình yêu đủ lớn thì chuyện gì cũng có thể làm được hết. Yeah. Bởi vì sóng gió ta đã vượt qua hết rồi. Cái tuổi này chúng ta phải đưa ra quyết định đúng đắn. Có thể là mình phải hy sinh cái công việc của mình, hy sinh cái nơi ở của mình. Thí dụ như là mình theo một người nào đó, hy sinh công việc của mình là mình nghỉ công việc để mình theo. Hoặc là có thể vẫn làm chăm sóc bệnh nhân dài hạn chẳng hạn. Chăm sóc bệnh nhân cả cuộc đời mà cũng không khó. Thật ra công việc của anh này không có khó đi đâu cả. Có thể về Hà Nội, sếp của anh có thể nhận một bệnh nhân ở Hà Nội 1 năm, 2 năm, 3 năm là chuyện bình thường. Rồi khi chúng ta tìm hiểu yêu nhau, ta ở nhau trọn đời luôn. Anh hả? Dạ. Đúng không? Rồi. Em thấy anh nhìn tóc anh nó sao sao nhỉ? Hả? Dạ. Thấy cái tóc thật trân à. Ừ. Thôi lên nè. Hả? Không, bây giờ Linh nói là mình cứ nói thật với nhau hết đi. Hả? Mình bấm nút xong là mình cứ nói thật với nhau hết tất cả những cái gì mình có sao mình nói vậy nha. Bây giờ anh và chị để tay vào nút bấm đi. Mình bấm nút xong rồi mình giải quyết. Bấm nút. Có bấm hay không là do anh chị nha. Chúng tôi không khuyến khích bấm để làm vui lòng mọi người đâu. Bấm nút xong rồi mới bấm nút xong là chúng ta đã tạo cơ hội để làm quen với nhau. Rồi. Quay, nút nào nó mất tiêu rồi. Đó. Quay nút. Ừ. Bây giờ quyết định là của chị nha. Mình đã từng bị tổn thương rồi, mình muốn vá lành những vết thương trong trái tim của mình, thì mình quyết định cho đúng đắn. Anh ơi, nhưng em muốn hỏi anh thêm một chút nữa là. Hỏi đi em. Thế nếu như mà mình có thể đến với nhau thì theo như anh là khoảng bao nhiêu thời gian nữa thì mình
có thể là về ở được với nhau. Thì nếu đó mình tính ví dụ trong một thời gian ngắn thôi, rồi có thể mình tìm hiểu trong một thời gian ngắn, tại mình lớn tuổi rồi không có thể để dài được. Thực ra là nếu ngắn thì em cũng lại chưa được, tại vì em còn công việc ở ngoài Bắc rồi ở trong này nữa. Nếu như mà thế thì tùy cũng được, theo tùy ý em thôi. Anh cũng chiều em luôn. Dạ. Anh đã bấm rồi đó. Nó bấm ngay từ giây phút đầu tiên luôn. Không, nhưng mà nếu thế thì anh có chờ em được khoảng 2 năm nữa để em thu xếp mọi việc không? Thì cũng, tại vì cũng... ở ngoài kia còn gia đình, còn con cái, còn công việc của em ngoài đấy. Được, cũng được. Thì anh nên lo làm 2 năm nữa thì cũng được thôi. 2 năm nữa lên 700. Thế thôi anh em mình cứ cho nhau cơ hội. Còn đâu là tùy duyên, được đến đâu thì được. Ok. Anh nhá. Vâng. 1 2 3 Anh chị bây giờ chính thức đã là của nhau. Hãy nắm tay nhau đi nào. Được chưa anh? Được. Anh thấy thế nào? Hợp lý đó. Chị là người hãy chủ động tất cả mọi việc. Bởi vì thật ra anh rất là hiền. Anh chưa bao giờ biết yêu cả. Chưa bao giờ nắm tay một người phụ nữ. Chưa bao giờ hôn ai cả luôn. Thế này em son. Son đấy. Nào. Đặt nụ hôn đầu tiên đi. Em không à? Đúng. Không lẽ tôi hôn? Cho anh hùng cái nha. Hùng đi. Giờ biết muốn hùng sâu. Trời ơi, cả cuộc đời anh không lẽ. Sao chị né? Không lẽ cả thơm, cả cuộc thơm, đời thơm của anh đến bây giờ mà không lẽ hung cái đồ hung nó vất vả như thế nào. Chị có thể đứng yên năn nỉ đó, chị có thể đứng yên cho anh hung. Anh thấy thế nào? Thấy đã anh lên nè. Thương lắm á. Đừng làm tổn thương anh trai của tôi nha. Chị, người đàn ông của chị ở đây mà chị đi đâu vậy? Chị hãy luôn ở kế bên cạnh anh ấy chứ. À, chúng ta bấm nút không vì điều gì cả. Chúng ta bấm nút như nãy chúng tôi nói là hãy có trách nhiệm với nút bấm đó. Và đừng làm tổn thương bất kỳ ai cả. Bởi vì chính chúng ta đã từng bị tổn thương rồi. Mình biết rằng khi mình tổn thương, mình đau cỡ nào đó. Và nếu như trong những cuộc nói chuyện sắp tới đây, anh chị cứ hẹn hò với nhau, nói chuyện với nhau rõ ràng luôn, bởi mình cũng lớn rồi. Nếu yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói một đàn cho xong. Bây giờ nói ngay làm ra được yêu, bởi vì bây giờ là mới có cảm tình một chút, sao xuyến một chút thôi, chứ bây giờ nói yêu thì chưa yêu nói được. Bây giờ là anh chị sẽ có một ngày nói chuyện với nhau nha. Quan trọng là nghiêm túc. Thật sự nghiêm túc trong cái câu chuyện này, bởi vì đây người đàn ông nếu mà gọi là bị tổn thương thì cũng đau lắm á. Ha? Dạ. Thôi. Anh chị có thể đủ để đưa ra những quyết định của mình rồi. Chúc anh chị sẽ sớm hạnh phúc. Cảm ơn chương trình.